Trong series chia sẻ kiến thức hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư về công cụ rất quan trọng cho giao dịch chứng khoán trong ngày. Khi bạn giao dịch trên thị trường chứng khoán, lịch kinh tế là một trong những bạn đồng hành tốt nhất của bạn. Hãy nên dành một phút xem lịch mỗi ngày. Dù không mất nhiều thời gian, nhưng điều này lại rất quan trọng. Nó sẽ giúp bạn kiếm được lợi nhuận liên tục trong ngày. Cùng vào ngay để lắng nghe những điểm quan trọng của lịch kinh tế nhé. Có 3 điểm chính mà một nhà giao dịch cần lưu ý về lịch kinh tế. 1. Lịch kinh tế hiển thị các sự kiện tin tức được lên lịch hoặc các đợt phát hành dữ liệu liên quan đến nền kinh tế và thị trường tài chính. 2. Các sự kiện được đánh dấu màu đỏ thường gây biến động thị trường. 3. Khi những dữ liệu có tác động cao được phát hành, bạn phải đối mặt với khả năng trượt giá cao. Nói sơ về định nghĩa của lịch kinh tế. Lịch kinh tế hiển thị các sự kiện tin tức được lên lịch hoặc các đợt phát hành dữ liệu liên quan đến nền kinh tế và thị trường tài chính. Trên lịch kinh tế, bạn có thể tìm thấy các số liệu mới về tốc độ tăng trưởng GDP, dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp mới nhất và các quyết định về lãi suất. Có rất nhiều đợt phát hành dữ liệu kinh tế như vậy, trung bình ít nhất một lần trên tuần và đôi khi hàng ngày trong những thời kỳ đặc biệt sôi động. Các sự kiện này được liệt kê trên lịch kinh tế, cùng với thời gian phát hành dự kiến. Mỗi sự kiện đều được xếp loại, cách chấm điểm tùy thuộc vào trang web lịch kinh tế mà bạn sử dụng. Các sự kiện nhỏ ít tác động đến thị trường được đánh dấu là thấp hoặc không được đánh dấu. Các sự kiện có thể có tác động đến thị trường được đánh dấu là trung bình. Thường có một chấm màu vàng hoặc ngôi sao màu vàng bên cạnh sự kiện. Màu vàng cho thấy cần thận trọng với sự kiện này. Các ngôi sao màu đỏ, chấm đỏ hoặc dấu cao cho biết sự kiện hoặc dữ liệu này quan trọng và có nhiều khả năng tác động mạnh đến hướng phát triển của thị trường. Tiếp theo, dữ liệu và tin tức có tác động mạnh sẽ gây ra rủi ro. Dù là một nhà giao dịch trong ngày giao dịch ngắn hạn hay một nhà giao dịch xuyên trung hạn hoặc dài hạn, bạn cần lưu ý các sự kiện được đánh dấu màu đỏ. Sự biến động xung quanh sự kiện là điều thường thấy, bất kể dữ liệu được đưa ra cao hơn, thấp hơn hay phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Các nhà giao dịch biết những sự kiện này gây ra biến động. Họ có thể quyết định ngồi ngoài khi thị trường dao động bằng cách hủy các lệnh chờ. Những lệnh bị hủy đó làm thanh khoản sụt giảm ngay trước khi một sự kiện gây biến động thị trường xảy ra. Vì sự kiện này dẫn đến có ít lệnh hơn để hấp thụ lệnh mua hoặc lệnh bán của thị trường, hoặc lệnh cắt lỗ, thường thì giá cả sẽ nhảy múa không ngừng trước khi chọn được một hướng đi bền vững hơn. Giúp giảm thiểu rủi ro giao dịch, đây là một điểm vô cùng quan trọng của lịch kinh tế. Hãy kiểm tra lịch kinh tế của bạn mỗi sáng trước khi bắt đầu giao dịch. Đừng quên ghi lại thời gian của các đợt phát hành dữ liệu chính. Trong điều kiện thị trường bình thường, bạn nên biết rủi ro của mình là bao nhiêu đối với mỗi giao dịch. Rủi ro trên mỗi giao dịch được định nghĩa là chênh lệch giữa giá vào lệnh và giá cắt lỗ, nhân với quy mô vị thế phải nhỏ hơn 2% vốn chủ sở hữu tài khoản và lý tưởng là 1% trở xuống. Thông thường, lệnh cắt lỗ sẽ giúp bạn thoát khỏi giao dịch ở mức giá bạn mong đợi, miễn là bạn đang giao dịch cổ phiếu hoặc các loại tài sản khác, với chênh lệch hẹp giữa giá mua, giá bán và thanh khoản đáng kể tại mỗi mức giá để hấp thu lệnh của bạn. Tuy nhiên, khi dữ liệu có tác động cao được phát hành, mọi thứ có thể thay đổi chóng mặt. Bạn phải đối mặt với khả năng trượt giá cao, mức giá tồi tệ hơn dự đoán ở một lệnh nào đó. Lấy ví dụ đơn giản như, các giao dịch của bạn được cho là có độ rủi ro 1% có thể dẫn đến thua lỗ 5%. Sử dụng lịch kinh tế để dự đoán. Bạn không thể biết chính xác dữ liệu nào sẽ được tiết lộ, hoặc chính xác có bao nhiêu lệnh sẽ được đưa vào thị trường khi dữ liệu được phát hành trong một môi trường thanh khoản giảm. Do sự khó đoán định này, các nhà giao dịch trong ngày chuyên nghiệp thường đóng các vị thế ngoại hối, cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai của họ từ 3 đến 5 phút trước khi dữ liệu có tác động cao được phát hành. Họ cũng tránh thực hiện các giao dịch mới cho đến khi dữ liệu được phát hành xong xuôi. Vì thời điểm gia tăng rủi ro đã được lên lịch nên có thể dễ dàng tránh được. Và đó là điều mà một nhà giao dịch nên làm. Tuy rất khó sử dụng nhưng để tránh những rủi ro giao dịch và hiệu quả đầu tư mang lại cao, thì bạn cần phải kiên trì trao dồi và thực hành nhiều hơn nhé. Điểm hữu dụng cuối là lịch kinh tế dùng được cho nhiều thị trường khác nhau. Cho dù bạn giao dịch ngoại hối, hợp đồng tương lai hay cổ phiếu, lịch kinh tế vẫn luôn hữu dụng với bạn nếu bạn biết cách áp dụng vào những thương vụ của mình. Cuối cùng chúc các nhà đầu tư sẽ vận dụng tốt lịch kinh tế vào quá trình giao dịch của mình và đừng quên tần suất ra video chia sẻ vào mỗi thứ bảy hàng tuần của chúng tôi nhé.
Nếu bạn muốn hiểu thêm nhiều dạng đầu tư chứng khoán, hãy nhấn like và subscribe kênh YouTube của DKJ để cập nhật kiến thức và tin tức mới nhất từ thị trường. Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ kiến thức từ DKJ. Chúc các nhà đầu tư mới sẽ thành công trong những thương vụ đầu tư.